Chào mừng các bạn đã đến với kênh trang Vlog du lịch Việt Nam. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả. Tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả dài 18,7 km. Bắt đầu từ đường Trần Quốc Nghĩa, thành phố Hạ Long. Và điểm cuối là thành phố Cẩm Phả, km 6 thành phố Cẩm Phả. Tuyến đường rộng 6 làn xe và có chi phí đầu tư 2.290 tỷ đồng. Tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả là một tuyến đường độc đáo, là tuyến đường du lịch độc đáo kết hợp giữa núi rừng và biển, đi qua vịnh, kết nối giữa hai vịnh, vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Nông, dài 18,7 km. Thì là tuyến đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả thì khởi công tháng 8 năm 2019. Và khi hoàn thành, nó là một tuyến đường du lịch độc đáo, giảm tải cho quốc lộ 18 kết nối giữa vịnh Hạ Long và Bái Tử Nông, dài 18,7 km. Tuyến đường du lịch này chúng ta đi thì rất là đẹp, thắng cảnh hai bên đường là núi, rừng và biển. Khi xây dựng tuyến đường thì giảm sự tác động đến vịnh Hạ Long, giảm sự tác động đến môi trường và giảm sự tác động đến kinh tế biển để phát triển du lịch. Tuyến đường này rút ngắn hành trình từ vịnh Hạ Long đến Cẩm Phả, và tuyến đường 6 làn xe cao tốc rất hấp dẫn du khách. Tuyến đường Hạ Long Cẩm Phả là một trong những tuyến đường du lịch ven biển đẹp nhất Việt Nam, kết hợp núi rừng này, núi rừng và biển nên rất là độc đáo. Mời quý khách, mời các du khách khi có du lịch, có điều kiện du lịch Hạ Long thì đến thăm tuyến đường Hạ Long Cẩm Phả dài 18,7 km, bắt đầu từ đường Nguyễn Quốc Nghĩễn, thành phố Hạ Long, kết nối từ vịnh Hạ Long đến vịnh Bái Tử Nông. Điểm cuối là thành phố Cẩm Phả, điểm đầu là thành phố Hạ Long. Có kinh phí đầu tư là 2.290 tỷ đồng và đã hoàn thành, nên chúng ta đi ngắm cảnh ở trên này rất là đẹp. Tôi đang trải nghiệm tuyến đường Hạ Long Cẩm Phả, bắt đầu từ thành phố Hạ Long và đi bằng xe máy để tôi quan sát quang cảnh hai bên đường rất đẹp. Các bạn thấy quang cảnh hai bên đường là núi non, núi rất đẹp. Điểm đặc biệt của đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả là đi xuyên núi qua hai ống hầm dài 235 m, có kinh phí đầu tư là 247 tỷ đồng. Và đường bao biển Hạ Long Cẩm Phả thì đi qua rừng ngập mặn nên là hạn chế tác động đến môi trường biển, đến cảnh quan. Tuyến đường Hạ Long Cẩm Phả thì kinh phí là 2.290 tỷ đồng, bằng 1/4 ngân sách của thành phố Hạ Long, là tuyến đường độc đáo đẹp, tuyến đường du lịch đẹp độc đáo kết hợp giữa biển núi rừng, rất nên thơ trữ tình và hấp dẫn du khách cũng như là các bác tài đi qua đây. Tuyến đường 6 làn xe và đi, chúng ta nếu phần bằng xe máy thì sẽ quan sát được toàn cảnh hai bên núi rừng và biển, rất hấp dẫn, đẹp. Kết nối giữa vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Nông, giữa thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả kết nối với nhau. Đây ạ, đây là đi qua biển nên chúng ta được ngắm vịnh luôn, ngắm vịnh Hạ Long luôn, ngắm núi rừng, ngắm vịnh, ngắm núi. Đi qua đây tuyến đường
ven biển An Ông Cẩm Phả như một bức tranh. Đi trên vịnh xen giữa núi rừng biển, hai bên là núi và vịnh. Đây là rừng ngập mặn rất đẹp, nên thơ hấp dẫn du khách. Nếu mà lần du lịch Hạ Long thì chúng ta lên đi tuyến đường ven biển Hạ Long Cẩm Phả để thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây. Thật độc đáo và đẹp mắt. Tuyến đường 6 làn xe. Bên là vịnh Hạ Long kết nối với vịnh Bái Tử Nông và có hai ống ngầm dài 235 m. Đi qua đây thì đúng là tuyệt vời, có một cảm giác rất lạ, tuyệt vời.